nay mới lên đục cầu á bạn. Thì bữa nay ủi cá này nó ngộ lắm, vô vào cá cái cơm á mà trúng ngay bầy cá sút rồi gặt ghi luôn. Hình như mình thấy là lộn cá 46 đi. Đây lộn cá cơm á, cá 46 lộn 1-2 con thôi. Còn nhiêu là cá gặt ghi luôn các bạn. Quá trời luôn đống cá nè. Cá ngàn chỉ ở này mình lụm cá ngàn chỉ mình xúc vô thôi. Cá ngàn chỉ cũng bự nữa nè. Đó. Quá trời luôn rồi, ủi vô ba con cá sút. Bữa nay trúng cá sút rồi. Cá này bán cá phăng nha các bạn. Chứ cá này bán nó cũng rẻ hơn cái cơm đó. Đó, giờ mình lụm ba con cá ăn chỉ vô. Quá trời luôn. Chỉ với cái gỏi á, cá ăn chỉ với cái gỏi á nó đây nó tẹp cái màu á, rất là khó lựa luôn. Đấy các bạn, đó. Nhìn kỹ á mấy nay thấy con cá gỏi á, cá gỏi mà mình bán nó có giá hơn. Còn ba con cá mà sút này thôi nó nhẹ nữa. Cá này nó nhẹ tay à. Cá này nó cứng ngắc à. Đó, mình vô kết đầy là khoảng chừng 12 kg là dữ lắm rồi. Đó. Cá này phải khô lại còn cái vỏ mà cứng các bạn, cá cứng á. Cái sút. Quá trời luôn rồi, đóng cá nè. Giờ lựa ba cái ngăn chỉ mình xúc vô ở bên ngoài nó nhảy một cái là trắng giả chang luôn. Dữ dằn luôn. Cá này hầm nhiều cũng không dám chạy nữa mà. Đó, ủi cái này mực này nó ít á. Làm cái gỏi, cái gỏi cái ăn chỉ rồi kìa xúc vô. Quá trời cái ăn chỉ này con này có nói nó bự kìa nè. Ít cái biết luôn. Ăn chỉ quá bự luôn. Mực thì ít rồi. Qua wow, mực nhiều lắm. Có cái cơm á mực nó nhiều quá. Chỗ này cá ăn chỉ. Chỗ này nghe cái bãi này á, cục cá này á nó ít cá ít mực. Đó mực lá đó nè, mực này nó mì hết sảy luôn á. Bây giờ được có mấy con cá là cái giỏi á. Này cũng phi à các bạn. Đầu tiên ủi ba con cá này á. Quá trời luôn. Đây dính bọc mà. Chưa bọc nữa. Đó. Gác lộn gác lại gai á, ba bọc này mình bỏ đây rồi mình dồn lên mình bỏ vô kết á, sáng bỏ vô cái bánh xe nè. Sáng mình bỏ á. Đây gác thì mình lụm mình bỏ vô đây á bạn. Đó, gác mình để riêng chứ không có dục xuống đây, dục xuống hồi nữa mình chạy rồi nó dính nữa.
rồi. Ra ngoài này đó các bạn xem video mình thấy hay á, đừng quên nhấn vào nút đăng ký á và like để xem video mới của mình á. Đây mực, đây mực rẫy ở trong gỗ. Quá trời. Ủi cái cơm thì ủi, nói chung là mình ủi cái này là cái gì mình cũng ủi được hết á các bạn. Đây bọc ở đây, bỏ vô đây á, sáng vô cục nóng á, kiếm chỗ mình bỏ ghét á. Wow, mấy cái gỏi quá ngon rồi. Cái này mà muối mà chiên một cái nghe là hết sảy luôn đó. Lựa nãy giờ cũng gần nửa kết cá ăn chỉ rồi bạn, chưa hết nữa. Cá nó nói cá ăn chỉ quá đẹp luôn, đều nữa. Cái này phi rồi, thằng nhóc kia nó ngủ rồi, có mình lựa hơi lâu quá đó. À, quá gác rồi nè, quá gác rồi. Nó lựa hết cái này chắc cũng được nhận kết cá ngang chỉ á. Đây mực, mực sống luôn à đó. Cái này chỉ bự quá ngon. Ôi bọc quá bọc rồi, kéo gào lên quá bọc luôn rồi. Đây để vô đây. Bây giờ mình tắt máy á, mình lựa cho mau á các bạn. Có gì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem á, các bạn nhớ chờ xem á. Đang trên đường chạy vô á, đây chạy vô cùng với mấy ông anh võ mình bên kia các bạn. Giếng này sáng á, lạnh quá, xưa hơi cái sương mù nhiều quá. Thấy nó không rõ không á. Hôm nay cũng nhiều quá các bạn. Chung hôm này cũng đỡ. Đó, cá này trúng được bầy cá cá cứng hả các bạn. À, còn kêu là cá suốt á. Hôm chạy cá suốt mình ra cào ít đóng lưới á. Cá nó bự ra mà cũng bằng nó tay út luôn á. Nó ít đóng lưới, nó nhẹ dầu á. Chạy nó nhẹ, chạy nó nhẹ dầu á. Chạy nhỏ nữa là nó đi rồi. Đó, đang chạy vô đi. Hôm nay thì cá ăn chỉ hết rồi. Đó, cá ăn chỉ được nửa kết đó. Cá gỏi thì được khoảng chừng 2kg thôi. Cái thanh xương cũng ít nữa. Nó gặp ba cá mà thanh xương nhiều là sợ dữ lắm luôn. Sợ đâm vô lưới mấy ông bà ngon giò cái vậy nè. Cái đâm vô thôi giá là xỉu luôn á. Vô cái ăn chảy nhiều quá mình lựa nó dễ á, sáng ít giá cào vô cái anh xương thôi, gặp cái anh xương là sợ lắm. Đây gặp như mấy anh này nè,
đó, mấy anh này trở lên là sợ dữ lắm. Còn mấy anh nhỏ nhỏ đó thì cũng đỡ á, sắn vô mà không có tới thủng lưới. Mấy con bự gì nè, sắn vô sắn vô là thủng lưới liền. Ở bữa nay đầu bổi được có nhiêu đây thôi. Cá sút thì nhiều quá, cá sút thì vô kết có 12-13 kg à, còn cá cơm vô kết tới 15-16 kg á. Có mấy ông anh chạy vô trước đậu một chùm ở trước 3-4 chiếc kìa, đang căng á. Nam ông anh mình vô sớm quá, sớm hơn mình nữa.